Năng lực sản xuất thuốc của Việt Nam hiện chỉ dừng ở mức thông thường khiến gần 55% nhu cầu dược phẩm trong nước phải đáp ứng bằng nguồn nhập khẩu, trong đó phải kể đến một lượng lớn các loại biệt dược, thuốc có bản quyền phát minh với giá thành đắt đỏ do không thể sản xuất trong nước, khiến cho mỗi năm Việt Nam phải chi hàng tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu thuốc. Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15 tháng 8, Việt Nam đã chi 1,7 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu dược phẩm, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu dược phẩm của Việt Nam đang có xu hướng tăng mạnh sau nhiều năm nhiều hơn năm trước. IMS Health từng đưa ra dự báo tích cực về tốc độ tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp dược Việt Nam khi xếp Việt Nam đứng thứ hai trong nhóm các quốc gia mới nổi sau Argentina, cao hơn cả Trung Quốc và các quốc gia khác trong khu vực ASEAN. Nguyên nhân đến từ việc không đủ tiềm lực tự phát minh thuốc mới và chỉ một số ít doanh nghiệp có công nghệ tiếp cận với các tiêu chuẩn cao. Hiện có 5 thị trường nhập khẩu dược phẩm đạt giá trị kim ngạch từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên là Đức, Pháp, Ấn Độ, Hàn Quốc, Italia. Nguồn nhập khẩu chính được phân chia rõ rệt theo phân khúc sản phẩm, trong đó khu vực châu Âu, Pháp, Đức, Anh, Thụy Sĩ và Mỹ chủ yếu là các sản phẩm biệt dược, trong khi Ấn Độ và Trung Quốc là các sản phẩm thuốc giá rẻ.